là em được hạng nhất của lớp thì đầu tiên Hoàng xin chúc tất cả các anh em lớp nhà K19 mình đã được tốt nghiệp thoát khỏi Hoàng 6 tháng. Cảm nhận của học viên sau khi hoàn thành khóa học. Sự đam mê về ô tô từ nhỏ quá lớn rồi. Hồi trước thì cấp 3 thì có tính là đi học về ô tô nhưng mà bị gia đình phản đối. Lúc đó thì cũng chưa có tự chủ tài chính, cũng chưa có lớn nữa nên là phải theo ý gia đình học về chuyên khác. Thì tới đây thì thấy là chưa phải là lớn tuổi nhất. Có các anh khác như là bác Dân, anh Nhã, anh Hiền còn lớn tuổi hơn mà vẫn quyết tâm thì cũng tạo nên một sự động lực rất lớn. Thì ở đây thì 6 tháng qua thì được học rất là nhiều. Những ngày đầu tiên thì chưa biết được cái điện thoại là cái gì, chưa biết cái đồng hồ BOM nó như thế nào, nhưng mà bây giờ cũng có một lượng kiến thức nền tảng sơ bộ để mai đây ra chuyển ngành làm một ngành kinh khác, hy vọng là sẽ theo được đam mê, theo được đam mê thì mình sẽ làm rất là tốt hơn. Mình biết cái trung tâm PATC này là cũng tìm hiểu nhiều chỗ cái trung tâm để mình học cái lượng kiến thức đang có. Và qua thời gian thì mình cũng có gia đình đi học cũng khó khăn, nhưng mà vì cái đam mê bác xã nhà cũng ủng hộ đi học, thì đến đây thì cái lượng kiến thức thì thấy là cái cơ bản dạy rất là kỹ. Như là thời gian đầu á thì nghiêm dạy cái điện xe á chi tiết từng ly từng tí là hướng dẫn. Xin chia sẻ là từ cái ngày mà bước vô thì em lúc có kiến thức của em nó không có được nhiều, cũng là em cũng đã đi ra ngoài, cũng đã đi có làm một thời gian ngắn, nhưng mà thấy là ở ngoài mà nếu mà để cho mình học được những cái kiến thức mà của mấy thầy dạy thì nó rất là lâu, nên là vô tình em thấy cái trung tâm của mình ở trên Facebook thì em mới đăng ký. Thì qua 6 tháng học thì sự là em cảm ơn các thầy và anh em đại diện và anh em K19 rất là nhiều, đã cho em được rất là nhiều kiến thức và để sau này em có thể bước ra khỏi cái cổng VTC thì em có thể vững bước mà có thể vận dụng những cái đó vào trong công việc thực tiễn của mình. Lời cuối thì em không biết nói gì hơn là em một lần em xin cảm ơn trung tâm VTC rất là nhiều và cảm ơn toàn thể anh em K19 rất là nhiều. Chúc cho trung tâm mình ngày càng phát triển và sẽ là một nơi để cho toàn thể anh em khắp mọi miền đất nước tin tưởng và đặt niềm tin vào trung tâm. Và xin và em mong là anh em K19 của mình sau ngày hôm nay thì vẫn giữ vững được cái tinh thần chung một mái nhà và sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới. 6 tháng trải qua anh em mình đi với nhau và các thầy đã đào tạo và truyền lại cho em nhiều kiến thức để có
em có được những cái nền tảng bước ra ngoài hơn nữa, bớt nữa hơn. Thì trong quá trình 6 tháng thì em cũng có chị nhiều, chỉ mong và chỉ biết là cảm ơn các thầy và các bạn đã hỗ trợ cho thằng còn có trợ giảng nữa, đều là hỗ trợ rất tận tình và tâm huyết trong 6 tháng vừa qua. Thế còn có những lời khuyên thì mong anh em, các thầy thì em cũng nói, nhưng mà mong anh em lớp mình sau ra ngoài thì luôn luôn phải có một tinh thần chiến đấu hết mình, dù thế nào thì ý chí không bao giờ được nản. Nếu mình nản là mình cứ đứng núi này trong núi nọ thì đời mình sau này không làm được gì lớn. Cứ dù thế nào đi nữa, cũng vấp ngã bao nhiêu đi nữa, mình cũng phải tự mình đứng dậy. Và mong là sau này anh em cố gắng phát triển nó lên thành một cái thứ gì đó nó cao lớn hơn ha. Rồi, không có biết nói gì hơn. Rồi lời cuối thôi, chúc tất cả các anh em mình thành công nha.